Vâng, tiếp theo em mời các bác cùng nghe chất âm của cặp loa kiểm âm cao cấp 4411 Castrol Monitor. Cặp loa này mang cấu hình của L112 nhưng phát triển lên dòng loa kiểm âm nha. Loa đẹp xuất sắc, giá bên em đang giao là 28 triệu đã bao gồm phí ship nha bác, model 4411 nha. Canh nó là canh màu xanh nha bác, canh màu xanh nha, canh màu xanh, cực kỳ sang và đẹp nha. Và đây em đang ghép với con âm ly chạy mạch Class A. Class A, lúc mang chữ ký 58A. Công suất là 280W, các bác thoải mái chơi những dòng loa JBL. Nói về Luckman thì giúp JBL là một đối tác cực kỳ tuyệt vời của em nó rồi. Con ly này giá là 14 triệu 5 nha. Mặt đẹp long lanh không tì vết nha các bác, máy rất là đẹp nha. Giá 14 triệu 500. Đấy. Máy đẹp keng nha các bác. Bên em là hàng tuyến rất là kỹ. Nếu các bác nào thích nghe Class A, nghe chắc đèn thì lấy con 58A này, kiếp loa châu Âu, loa đặc biệt là loa Mỹ, chơi cả những loa toàn giải, đồ nhảy cao nha. Rồi sau đây mời các bác cùng nghe chất âm của combo này. Cặp loa là 28 triệu nha bác. Bác nào yêu thích cặp loa hay là âm ly thì alo cho nha. Vui với người yêu, đường dài quân hành.
tình.